dầm nhân duyên bao mùa hoa nở tàn, ký ức xưa chẳng hề phai. Hạ phàm đôi nơi trần gian đã cách biệt, mong sớm lại tương phùng. Chỉ một chớp mắt đã ngàn năm ly biệt, mơ hồ bên một hình dung. Chân này tìm đâu tình kiếp xưa, ha 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 ha. Dù ta đã nắm tay nhau thật chặt, mà vẫn lạc bước trong cõi thiên trần. Trời xanh ngày máu sông ngàn năm, thế gian ly biệt cách chi. Nguyện mong hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười, những ai đã sống vẹn nguyên chữ tình. Gặp lại nhau trong duyên ngàn năm, giữa bao quê cuộc thế gian. Ngày hôm qua biết nghi ngàn thứ Kim Sang, ngươi là tiên nữ ngược trù, nay chuyển thế phải sống vất vả khổ sở, phải chuyên cần nấu ăn để hầu hạ người khác. Còn Phạm Trung, ngươi sẽ bị giam 300 năm, chịu đói chịu khát, ăn năn sám hối chuyện mình đã gây ra trốn thiên đình. Kim Sang, Kim Sang. Đây là ở đâu? Trần gian hay địa phủ? Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Phạm Trung, ngươi đã phạm luật trời, nên hãy tiếp nhận hình phạt của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành khẩn hối cải, tu tâm dưỡng tánh. Khi thời hạn thụ hình chấm dứt sau 300 năm, tức khắc sẽ có người hữu duyên tới giải cứu cho ngươi. Đó chính là định mệnh của ngươi. Ta bị giam ở đây tới 300 năm lần sau. Được không? Làm sao ta có thể sống nổi mà chờ đợi 300 năm được chứ? Hãy thả ta ra! Hãy thả ta ra! Người quên là thời gian ở trần thế chỉ là cái chớp mắt trên tiên giới sao? Kể ra Ngọc Hoàng Thượng Đế
cũng đã khoan hồng cho ngươi và Kim Sang, vì vẫn còn cho các ngươi gặp lại sau này nếu biết ăn năn hối cải. Ta phải đi ra ngoài, ta phải đi ra ngoài để cứu Kim Sang. Ngọc Hoàng, Tây Du Mẫu, bao nhiêu tội lỗi cứ dán trên đầu của mình hạ thần thôi. Xin hãy tha cho Kim Sang về trời. Nàng là tiên, làm sao có thể sống đời dân giả như vậy được. Hãy tha cho Kim Sang, hãy tha cho Kim Sang đi Ngọc Hoàng Tây Dương Mẫu ơi. Kim Sang cũng bị hình phạt với luân hồi chuyển kiếp trong suốt 300 năm. Và khi xuống trần, nàng sẽ không nhớ chuyện gì ở trên thượng giới. Điều đó cũng đồng nghĩa nàng ta sẽ không nhớ ngươi là ai đâu. Ngươi hãy ở trong này ngày đêm tu chỉnh, ăn năn sám hối, để mong sớm ngày được Ngọc Hoàng ân xá, phục chức quay về trời. Không, 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 ta phải ra ngoài để cứu Kim Sang. Không, Kim Sang, Kim Sang ơi, ta đã hại nàng rồi. Kim Sang ơi, ta đã hại nàng. Thả ta ra, mau thả ta ra. Ta phải đi cứu Kim Sang. Thả ta ra, mau thả ta ra. Kim Sang ơi, ta đã hại nàng rồi. Giờ này nàng đang lưu lạc ở phương trời nào? Nàng có nhớ ta không? Nàng có biết là ở nơi đây có một kẻ thương nhớ nàng vô hạn? Kim Sang ơi, Kim Sang, ta xin lỗi nàng, ta đã làm liên lụy đến nàng rồi. Kim Sang ơi. Kim Sang, muội nhắn ngươi ra đây có chuyện gì không? Muội mới vừa được Tây Dương Mẫu ban cho quả quý này, muội nhường cho huynh đó. Huynh có thích không? Thôi, quả quý của Tây Dương Mẫu ban cho muội, muội hãy giữ lấy dùng đi. Sao lại tặng cho ta? Tại vì muội ở gần Tây Dương Mẫu hơn huynh, nên muội còn nhiều dịp khác sẽ được Tây Dương Mẫu ban tặng thêm. Đây, muội tặng cho huynh, huynh nhận cho muội vui nha. Nhưng mà thôi huynh không lấy đâu, muội giữ lấy đi mà. Huynh không có dám nhận đâu. Thôi huynh nhận đi. Không, huynh không có nhận đâu, muội hãy giữ lấy mà dùng đi. Huynh mà không nhận muội giận đó. Vậy huynh nhận. Huynh cảm ơn muội. À.
Thượng giới của lực nhà trời, hãy tránh cho chúng phạm giới. Truyền lệnh của ta, giám chức Phạm Trung thành quan giám mã, thường nhật chăm sóc cho Thiên Mã triều đình, còn Kim Sang, tiên nữ thì cho vào bếp của Tây Dương Mẫu để uống nắng và dạy dỗ. Dạ. Phạm Trung. Kim Sang. Quynh chờ muội có lâu không? Không, Quynh cũng mới vừa tới thôi à. Muội phải chờ cho bánh chín hoàn thiện rồi mới lén tới đây được đó. Ừ. Thôi, Quynh ngồi xuống đây đi. Muội có cái này tặng cho Quynh nè. Là gì vậy? Thơm quá. Đẹp quá. Bánh này do muội làm sao? Dạ phải. Bánh này được chế biến từ nhân sâm ngàn năm ở trên núi tuyết, và đào tiên 200 năm mới ra quả một lần. Chỉ được phép làm hai cái, dâng cho Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu. Do chính tay muội làm đó. Hả? Vậy thì... Đúng là chỉ dành cho Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu thôi. Vậy sao lại còn một cái này? Nhưng mà vẫn còn thêm cái thứ ba này, là tình ý muội dành cho Huynh đó. Muội đã cố gắng tận dụng nguyên liệu còn dư để làm ra nó. Thật là tuyệt vời quá. Ta thật là hạnh phúc. Huynh ăn thử đi, xem có ngon không. Ta ăn. Thơm, mùi vị vừa ăn rất là ngon. Thơm và ngon lắm. Mùi không hổ danh là tiên nữ ngự trù giỏi nhất ở trên thiên đình. Nhưng mà sao mùi dám làm như vậy? Lỡ mùi bị trách phạt thì sao? Nhìn huynh như vậy, mấy ngày qua Thiên Mã bỏ ăn, chứ có phải huynh đâu. Mà nhìn huynh còn hư hao hơn bọn chúng. Huynh không khỏe thì Thiên Mã cũng sẽ bị ảnh hưởng, vì thiếu người chăm sóc mà. Đành là vậy. Nhưng thân phận chúng ta là tiểu tiên, không thể nào dùng phẩm vật thừa của Tây Dương Mẫu. Há chẳng hao tổn tiên khí của mình sao? Muội cũng biết điều cảnh báo này, nhưng mà ước gì ngày nào muội cũng được nấu ăn cho huynh, nhìn huynh ăn, chứ không phải lén lúc hẹn hò ra chân trời như thế này. Kim Sang muội à,
huynh nhất định phải thưa chuyện của chúng ta lên Ngọc Hoàng, để xin Ngọc Hoàng tác hợp cho chúng ta. Huynh dám làm như vậy sao? Luật của thiên đình xưa nay làm gì chấp nhận tình cảm luyến ái của thiên tiên chứ. Mối tình này của chúng ta ai mà thấu cho nổi. E là cái kết thúc đó nó không có tốt đẹp đâu. Kim Sang, nhưng mà chúng ta yêu thương nhau chân thành, đến cỏ cây cũng rung động, sao bề trên lại không khai ân chứ? Có nhẹ nhứ thì chúng ta cũng sẽ bị trách phạt. Giáng chức, chắc chắn sẽ bị giáng chức, đời đời không nhìn thấy nhau. Hoặc tệ hơn nữa là sẽ bị đuổi khỏi thiên đình. Luật trời cũng phải có nhân quả, lấy từ bi quảng đại làm đầu, chứ hà cớ gì mà cứ chia loan rẽ thúy. Huynh không tin là chúng ta cùng kêu cầu lại không lay chuyển được lòng của Ngọc Hoàng. Dù là chúng ta chỉ là những tiểu tiên muội hầu hạ Tây Dương Mẫu, còn huynh thì coi sóc thiên mã. Nhân phàm đã là thần tiên rồi thì không thể nào có chuyện sắc dục được. Hay là chúng ta cùng nhau xuống trần gian đi. Tại sao huynh lại nói chuyện gỡ? Huynh cứ nói gỡ như vậy, hạ giới sao bằng nơi này được? Vậy thôi, chuyện mà ta bẩm, chuyện chúng ta lên Ngọc Hoàng xử lý sao vậy? Ta cũng có cái này tặng nàng. Đôi ngọc bội này ta làm hai cái y hệt nhau. Đẹp quá. Muội đeo có đẹp không? Cái này muội đeo đẹp quá. Muội nhớ là hai chúng ta mỗi người giữ một cái, để nhớ tới nhau khi mà xa cách nhau. Sao chúng ta lại phải xa cách nhau chứ? Không bao giờ đâu. Tôi chết rồi. Chuyện gì? Nãy giờ mãi nói chuyện với huynh mà muội quên phải về Tây Cung gấp, để lo việc bày tiệc cho đêm trung thu. Thôi muội đi đây, huynh cũng lo về làm việc đi, để vắng mặt lo không hay đâu. Rồi khi nào chúng ta mới gặp lại nhau? Có thể là trưa ngày kia. Hôm ấy từ giờ ngọ tới giờ mùi, mọi người đều ra đại sảnh để hội dân tiệc. Thiên trù chỉ có mình muội cai quản. Huynh tới đó chờ ở bên ngoài, đợi muội ra ám hiệu, rồi muội sẽ dẫn huynh vô. Chừng đó chúng ta sẽ có cơ hội ở bên nhau lâu hơn. Thật vậy sao? Có cả ngự tử, chúng ta sẽ cùng nhau đối ẩm. Mà huynh nhớ là phải đợi ám hiệu của muội. Chưa có ám hiệu của muội, chưa có được vào, biết không? Ta biết rồi. Muội sẽ cột một dải khăn hồng quanh song cửa. Mình nhớ đó nha. Ta nhớ rồi. Thôi muội đi đây. Muội đi. Ừ. Hẹn gặp lại muội. Nè huynh, huynh có nghe gì không? Họ hẹn nhau trưa ngày kia, rồi họ còn ra ám hiệu giải hồng nữa. Rồi họ còn nói cái gì đối ẩm nữa. Rõ ràng là họ có tình ý với nhau đúng không? Hèn chi. Hừ.
muội ơi. Dạ. Dạ. Mọi thứ tỷ đã chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ hai muội hãy mang thức ăn lên nha. Dạ. Hai muội nhớ hầu hạ buổi trưa cho Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu chu đáo nha. Muội biết rồi, tỷ cứ yên tâm. Cây cột trước ngõ vào bếp thì Huynh hãy đi vào, lúc đó thì nơi này sẽ hoàn toàn yên tĩnh cho riêng đôi ta. Phạm Trung rồi, mình phải canh lúc bước vào hù cho Huynh ấy giật mình chơi. Tiên nữ Kim Sang, tiên nữ Kim Sang. Ta đây. Ngài kiếm ta không biết có chuyện gì không? Tây Dương Mẫu có lời truyền Kim Sang tới hầu ngự thiện, vì ngài có lời khen tài nấu ăn của cô với Ngọc Hoàng nên muốn ban thưởng. Trời, sao mà đúng lúc dữ vậy? Đây là ân sủng dành cho một tiểu tiên như cô, hãy nhanh chóng theo ta. Nhưng nè, cô còn chần chờ gì mà không theo ta? Đừng để Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu phải chờ lâu. Dạ, ta theo ngài đây. Kim Sang, nàng đâu rồi ta? À, hay là nàng trốn ta? Trốn qua đi đúng không? Cút ha! Nàng ở bên kia đúng không? Hú! Kỳ vậy? Kim Sang ở đâu? Rõ ràng là Kim Sang đã cột cái dải hồng ở đây ám chỉ cho ta vào mà. Sao ta vào đây không thấy nàng đâu hết trơn vậy? Kim Sang ơi, Kim Sang.
là thiên tử có khác. Thơm quá đi thôi. Thơm quá. Nhưng mà không được, rượu này của Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu, mình uống là mình phạm tội, sẽ bị đày xuống trần gian. Không được, không được. Rượu gì mà thơm quá, uống một ly chắc không ai biết đâu ha. Đúng là rượu quý, thơm, ngon quá. Phải đi thôi. Giờ uống thêm ly nữa chắc không ai biết đâu. Thêm ly nữa đi. Lỡ rồi, thêm ly thứ ba chắc không sao đâu. Trời ơi, lần đầu tiên được thưởng thức mùi vị của tiên tửu như thế này, dù cho ta bị đày xuống trần gian ta cũng chịu. Bái kiến Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu. Tây Dương Mẫu, có lời truyền tiểu tiên tới đây có điều chi dạy bảo? Ngọc Hoàng có lời khen tài nghệ nấu ăn của Kim Sang đây, cho nên Ngọc Hoàng muốn ban thưởng. Quyết định của ta đưa Kim Sang tiên nữ vào bếp của Tây Dương Mẫu thật là chính xác. Ta ban thưởng cho ngươi một quả đào tiên. Tiểu tiên xin đa tạ Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu. Wow, chưa đã. Cái này uống ly không đã đâu, phải uống bằng bình nó mới đã. Quá đã. Còn gì bằng đâu, cuộc đời đi còn gì bằng đâu. Mình đã được thưởng thức thiên tổ là không còn cái gì bằng nữa. Quá đã, ngon quá. Không có gì ngon bằng rượu này.
Ta cứu quân à. Rau quá ngon, quá đã. Có chuyện gì mà ngựa hí vang trời ngoài kia vậy? Người đâu? Dạ. Có chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy? Dạ bẩm, Phạm Trung lại bỏ việc đi đâu nữa rồi thưa ngài. Cả tàu thiên mã không ai trông coi, đang làm loạn khắp nơi. Chết rồi. Vậy còn chi là giường thuốc quý của ta nữa? Người mau đi lùa đàn thiên mã lại, để ta đi bẩm báo với Ngọc Hoàng. Dạ. Nhanh lên. Dạ bẩm Ngọc Hoàng. Dạ dạ Ngọc Hoàng ơi. Quý rồi Ngọc Hoàng ơi. Có chuyện gì mà thấy thượng lão quân lại hốt hoảng như vậy? Dạ tên giám mã Phạm Trùng không biết nó trốn đi đâu, để đàn thiên mã xúc chuồng, dẫm nát giường thuốc quý của thiên đình rồi. Tức ơi là tức. Nguyên giường thuốc quý của ta bị bầy thiên mã dẫm nát, hai ngươi còn lời gì bao biện nữa không? Một kẻ thì phàm ăn tục uống, say sưa quên nhiệm vụ. Một kẻ thì phạm giới, dám đưa người vào thiên trụ, vô phép vô luân. Cả hai lại cùng có gian tình, phạm vào điều tối kỵ chốn thiên đình, thật khó dùng tha. Thảo nào trên thiên trụ dạo gần đây có dấu hiệu bất ổn xáo trộn, như có kẻ lạ đột nhập. Hóa ra là do các người. Lỗi tại tiểu thần mê muội tới thiên trụ để tìm kim sang, chứ tiên nữ không có tội tình gì hết. Xin hãy trừng phạt một mình tiểu thần thôi. Cuối xin Ngọc Hoàng và Tây Dương Mẫu tha tội cho kim sang, hãy cho nàng một cơ hội đền đáp chuộc tội. Dạ không phải như vậy. Phạm Trung, chúng ta có quả cùng chịu, tại sao huynh lại gánh một mình? Tiểu tiên mới là kẻ không ra gì, dám cả gan gọi Phạm Trung tới thiên trụ, nên mới xảy ra cớ sự này. Xin hãy trừng phạt tiểu tiên. Thân là thần tiên mà lại dám đem lòng luyến ái, luật thiên đình đã khó dung tha rồi, lại còn say sưa chẳng ra gì. Ngọc Hoàng, xin ngài bớt giận. Nghĩ cho cùng, Kim Sang cũng có tình theo hầu hạ lâu nay, lại rất có tài hữu dụng. Phạm Trung vốn chưa từng gây ra cớ sự gì, nhiệm vụ vẫn rất chu toàn. Sao ta không cho họ một cơ hội để sám hối, tu chỉnh bản thân? Nếu sau này vẫn còn tái phạm, thì khi đó hẳn hãy trừng trị. Bẩm Ngọc Hoàng, Tây Dương Mẫu nói chi phải. Tuy là sai phạm lớn, nhưng chỉ là nhất thời không có cố tình, hoặc có tâm địa xấu xa. Xin Ngọc Hoàng bớt giận. Tây Dương Mẫu xin đã tạ người đã có những lời vàng ngọc, nhưng tiểu tiên thật lòng có tội vì đã phạm luật thiên triều. Không phải muốn chống lại lệnh của Ngọc Hoàng, mà tại vì quá nhớ thương Kim Sang, cho nên mới tìm cách lẻn vào thiên trù để gặp gỡ Kim Sang. Tiểu tiên mới là người có tội, chỉ vì muốn được ở bên cạnh Phạm huynh nên đã mạo muội. Nhưng mà chúng thần chỉ gặp nhau trong chốc lát, vào giờ rảnh rỗi xong việc, khi có lệnh hầu nên tiểu tiên đã từ chối cuộc hẹn. Kim Sang, nàng nói vậy là sao? Còn giải than hồng đó là sao? Muội nói gì vậy? Trước khi muội đi, muội đã tháo khăn hồng ngay cửa rồi mà. Tại sao huynh lại còn đi vào? Vậy là sao? Vậy là có ai đó cố ý
khiến cho ta đi vào thiên trù, dù biết là không có muội trong đó. Muội cũng không biết, nhưng mà trách người chi bằng trách ta. Nếu như chúng ta không có gì với nhau thì đâu có bị như vậy. Muội đừng tự trách mình, huynh sẽ nhận hết lỗi lầm về mình. Không, chúng ta đã thề thốt có phúc cùng hưởng, có quả cùng chia. Tới giờ phút này mà hai ngươi còn dám ngang nhiên thừa nhận chuyện liên ái này sao? Trở, vốn dĩ thần tiên khác người trần, tại sao hai ngươi không biết chứ? Thần tiên mà làm như người phàm không bằng, không ra làm sao cả. Tôi thì không thể dung tha, lẽ ra ta cũng chỉ trừng trị cho đúng phép vì mới vi phạm lần đầu. Nhưng nay hai người trước mặt ta muốn cải luật trời để tự do luyến ái thì ta cũng không cần giữ nữa. Hãy xuống trần mà sống cho đủ kiếp nạn, để biết thế nào là thất tình của kẻ phàm tục. Kim Sang, ngươi là tiên nữ ngự trù nay chuyển thế, phải sống vất vả khổ sở, phải chuyên cần nấu ăn để hầu hạ người khác. Còn Phạm Trung, ngươi sẽ bị giam 300 năm, chịu đói chịu khát, ăn năn sám hối chuyện mình đã gây ra trốn thiên đình. Để ta xem nhốt ngươi vào vật gì dưới trần gian mới đúng với hình phạt đưa ra. Bẩm thần mạo muội có ý này, để phạt cái thói dụ phép trong chuyện ăn uống, hãy giam Phạm Trung vào trong cái tượng rỗng của lão thần, vốn nó được dùng để chứa nguyên liệu luyện linh đơn nên luôn tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt. Đó là một hình phạt thích đáng dành cho hắn. Còn gì đau khổ hơn khi chỉ được ngửi mùi thơm mà phải nhịn thèm chứ? Được, ta chấp thuận. Thái thượng lão quân, dạ, hãy y án với Phạm Trung và Kim Sang. À, Kim Sang, Kim Sang, Kim Sang, Kim Sang, Kim Sang. Ngày hôm qua biết ly ngàn thu hoa, lệ ta tương hoa. Thái thượng lão quân, hãy cho ta xem cảnh ở thiên trụ. Quân canh chừng nhé, để mù đi cục cái khăn. Xong rồi, đi thôi. Cho đòi thiên binh gác cửa thiên trù. Gọi tiên nữ thiên trù cùng làm với Kim Sang cho ta. Dạ, tiểu thần cảm nghĩ, dù đoán hai người họ có tình ý với nhau và làm ám hiệu khi gặp nhau,
nhưng không chắc nên chưa dám tấu trình, chứ không phải che giấu. Bẩm, tiểu thần cũng vậy. Thì ra ám hiệu gọi Phạm Trung vào thiên trùng khi không có Kim Sang ở đó do hai người bày ra hay sao? Dạ, chúng thần sai rồi. Thật ra chỉ là có một chút ganh tị, chớ không có thù oán gì. Chúng thần chỉ muốn bày trò chọc ghẹo để bắt quả tang họ mà thôi, chứ không muốn hãm hại. Món ăn Kim Sang làm rất là ngon, ta rất hài lòng. Ta ban thưởng cho Kim Sang đây. Đa tạ Tây Dương Mẫu. Thật là hồ đồ. Hai ngươi chưa đủ phẩm hạnh để làm tiên trên thượng giới. Ta phải đày xuống trần làm kiếp con vật để mà biết chịu khó chịu khổ, thành tâm hối cải, bỏ tính đố kỵ, lấy thực tâm chân thành mà đối đãi với nhau. Hãy xuống đó đoái công chuộc tội, chừng đó hai ngươi mới được trở về. Xin gây bóng sông ngàn năm, thế gian ly biệt cách.